Okay, hello 5B class. In this video, we are going to correct the exercises. Right, xin chào lớp 5B nè. Bây giờ thì ở trong video này, thầy sẽ cùng với các bạn sửa các bài tập mà thầy đã giao ra nhé. Okay, ở phần vocabulary, phần listening mình sẽ sửa sau, ở video sau nhé. Mình sẽ đến với phần 2, vocabulary. Bài tập đầu tiên, puzzle. Okay, mình sẽ điền những cái chữ cái vào các ô trống này để nó miêu tả cái hình ở đây. Ví dụ như hình này. Ở đây mình có cái đập ngăn nước thì đây sẽ là dam. Đập ngăn nước sẽ là dam. Đây người ta đã làm mẫu cho mình rồi. Rồi mình có ở đây. Đây là củ khoai lang. Củ khoai lang sẽ là yam. Mình sẽ điền yam vào đây. Yam. Ok, sang hình tiếp theo này. Có con cừu đực. Con cừu đực thì sẽ là ram. Ram. Và hũ mứt. Hũ mứt ở đây mình sẽ có jam. Jam. Ok, sang hình tiếp theo. Ở đây mình có máy bay. Máy bay là ngoài plane ra. Plane có 5 chữ cái, còn ở đây chỉ cho 3 chữ thôi. Thì mình sẽ điền 3 chữ vào. Và máy bay ngoài plane là mình còn có chữ jet. 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 Và ngoài ra ở đây hình tiếp theo này, cái lưới. Cái lưới mình có net. Net. Lưới sẽ là net. Okay, tiếp theo ở đây mình có hai cái nón, một cái là nón lưỡi trai, còn một cái là nón thường. Thì nón lưỡi trai sẽ là ở đây nón lưỡi trai sẽ là cap. Nón lưỡi trai sẽ là cap. C-A-P. Cap. Còn nón bình thường là hat. Hat. Ok, nón bình thường là hat, còn nón lưỡi trai sẽ là cap. Rồi, tiếp theo, cuốn sổ. Cuốn sổ là pad. 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 Cặp sách, ba lô sẽ là bag. 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 B-A-G. Bag.
cuối cùng mình có thú cưng. Ở đây là con chó này. Một anh bạn đang dắt một con chó, thì con chó này là thú cưng của anh ấy. Thú cưng sẽ là pet. Rồi, và dưới này là một cái khăn tắm. Cái khăn tắm này người ta chỉ cái mũi tên vào. Cái khăn tắm này đang ướt thì nó sẽ là ướt, sẽ là wet. 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 Alright. Rồi mình sang bài tiếp theo. Okay. Dam, yam, ram, jam, jet, net, hat, cap, pad, bag, pet và wet. Sang bài tiếp theo. Đó là circle the words describing the picture. Mình sẽ khoanh tròn vào những cái từ mà thể hiện cái hình ảnh này. Ví dụ ở hình đầu tiên người ta có làm cho mình một cái ví dụ đấy. Và ở đây này, hình đầu tiên người ta làm cho mình một cái ví dụ là một cái chảo. Cái chảo là pan. Mình sẽ tìm từ pan và mình khoanh lại. Đây, người ta đã làm sẵn cho mình rồi. Rồi, hình tiếp theo mình sẽ tự làm nhé. Rồi, ở đây là một cái thảm. Cái thảm sẽ là mat. Mình sẽ khoanh vào mat. Mat. Sang hình tiếp theo, một cái lon. Một cái lon là can. Can, sẽ khoanh vào can. Rồi sang hình tiếp theo, đây là một cái nón ở trên. Ở trên mình có nói đây này. Cái nón sẽ là hat. Ở đây mình sẽ khoanh vào hat. Rồi tiếp theo này. Đây là con gà. Con gà mình có chicken. Là gà bình thường hoặc là gà con. Gà trống là rooster. Còn đây là một con gà mái thì nó sẽ là hen. Hen. Tiếp theo, hình tiếp theo ở đây là một cái giường. Cái giường là bed. 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 Rồi. Hình bên cạnh ở đây là một cây bút mực. Cây bút mực. Pen. Pen. Pan. Rồi hình bên này đó là một cây gậy bóng chày. Mình có bat và bat. Bat ở đây, bat là cái cặp rồi này, bat này. Vậy thì không phải bat. Đây nhá, bat là cái cặp này, see. Bat. Rồi bat ở đây là cái cặp rồi thì đây không phải bat nữa, mình sẽ là bat. Bat. Rồi, bat ngoài nghĩa là cây gậy thì còn có một nghĩa nữa là gậy, cây con dơi. Rồi sang hình tiếp theo này là một người đàn ông. Mình sẽ làm người đàn ông là man. Man. Tiếp theo mình có một con chuột. Con chuột thì mình học từ một từ đằng trước, đó là hồi trước mình học một từ là mouse, và từ gần đây mình học đó là rat. Hai từ nhé, đều nghĩa là chuột. Mouse và rat. Hình cuối cùng là một cái quạt.
cái quạt là fan. Mình đọc fan. Mình sang bài tập tiếp theo này, quiz. Quiz là các bạn còn nhớ không nhỉ? Quiz là câu đố. Rồi, mình có 6 câu đố ở đây. Mình sẽ cùng giải nhé. 7 colors of the rainbow. 7 màu của rainbow là cầu vồng. Cầu vồng có 7 màu gì nhỉ? Màu đỏ sẽ là, màu đỏ là red. Đỏ. Cầu vồng có màu cam, orange. Sau màu cam thì sẽ là màu vàng, yellow. Sau màu vàng sẽ có màu xanh lá cây, green. Sau màu xanh lá cây mình sẽ có blue. Blue, màu xanh dương. Sau màu xanh dương là màu cuối cùng sẽ là violet hoặc là purple. Như nhau, violet và purple như nhau cả. Mình sang câu đố tiếp theo. What color is your hair? Hair là tóc. What color is your hair? Là tóc của bạn màu gì? Tóc của bạn màu gì nhỉ? It is black. It is black. Tóc của mình thì màu đen. It is black. Okay. Câu đối theo. What color is the sun? Mặt trời màu gì nhỉ? It is, hơi cách đầy đủ hơn nhỉ? The sun is yellow. Đối tiếp theo, what color is the elephant? Con voi thì màu gì nhỉ? It is gray. Là gray đều như nhau, đều đọc là gray, viết khác nhau nhưng đều đọc như nhau và cùng có nghĩa như nhau là màu xám. What color is the parrot? Con vẹt thì màu gì? Con vẹt thì thường có nhiều màu, mà mình sẽ trả lời nhiều màu ở đây nhé. Okay, it is, con vẹt thì thường có màu đỏ, red. Và đôi khi nó vừa có màu đỏ, vừa có màu vàng nữa, red, yellow. Có cả xanh dương, blue, and green, và có cả màu xanh lá cây nữa. Ok, câu đố tiếp theo, câu hỏi cuối cùng. What color do you like? Các bạn thích màu gì? Mình sẽ trả lời ở đây là như trong bài nói của mình đấy. Mình sẽ trả lời là I like black. Nếu như các bạn thích một màu thì một màu thôi, còn nếu như thích hai màu trở lên thì mình sẽ dùng thêm and blue. Black and blue. Lưu ý là mình thích nhiều màu trở lên thì mình nên thêm, mình phải thêm chữ and nó trước cái màu cuối cùng nhé. Ok, mình sang bài tiếp theo. Words matching, nối từ. Đây là từ chạy tiếp sức ấy, thì luật chơi sẽ là viết từ tiếp theo sao cho nó bắt đầu bằng chữ cuối cùng của từ phía trước. Ví dụ ở đây banana kết thúc bằng chữ A thì từ tiếp theo phải bắt đầu bằng chữ A là apple. Thì ở đây mình sẽ làm 40 từ, thầy sẽ làm mẫu cho các bạn 3 từ thôi nhé. Thì apple ở đây là có bắt đầu bằng chữ E, A, thì mình sẽ có elephant kết thúc bằng chữ T,
thì mình sẽ có chữ T nhỉ. Ten, số 10, ten. Rồi, ten. Xong rồi, ten bắt đầu chữ N. Mình có chữ gì nè? N. Nose. Nose. Nose kết thúc bằng chữ E. Bằng chữ E mà không phải là elephant nữa, không dùng elephant được nữa, thì mình sẽ dùng elbow. Rồi, tương tự như thế các bạn sẽ điền tiếp cho đủ 40 từ. Ok, mình sang bài tiếp theo. Math là toán, mình sẽ làm toán á. Ở đây câu đầu tiên 1 plus 1, 1 cộng với 1 sẽ bằng 2. 1 plus 1 is 2. Tiếp theo 3 plus 4 is 7. 3 plus 4 is 7. Next 2 plus 3. 2 plus 3. 2 plus 3 is 5. Next questions. 4 plus 5 is 9. And 5 plus 5 is equal 10. Okay, sang bên này. 5 plus 6 is 11. Next questions. 6 plus 6 is 12. 10 plus 3 is equal 13. And 13 plus 4, 13 plus 4 is 17. 17. And 14 plus 6 is equal 20. Các bạn mình lưu ý này là các số từ 13 cho tới 19 mình sẽ nhấn vào chữ teen này hết nhé. 13, 14, 17. Mình sẽ nhấn vào teen, teen sẽ đọc cao hơn các số khác. Rồi, tiếp tục. Ở đây, grammar. Mình sẽ gạch chân lỗi sai trong câu. Mình sẽ tìm lỗi sai trong câu này và gạch chân nó. Sau đó mình sửa sang bên này. Người ta có một câu mẫu cho mình này nè. This is a apple. Apple bắt đầu bằng A thì không thể dùng a được, mà phải dùng an. Mình sẽ gạch chân a ở đây. Gạch chân a và sửa sang bên này thành an. Rồi, mình bắt đầu sửa nhé. Câu đầu tiên, do you want a gift? Yes, it is. Câu hỏi dùng do. Câu hỏi dùng do thì ở dưới phải trả lời do. Ở dưới này trả lời is là sai rồi. Ở đây sẽ là yes, I do. Yes, it is. Sửa thành yes, I do. Sang câu tiếp theo. Is that your envelope? No, it is. Ở đây hỏi is này thì dùng is là đúng rồi. Nhưng mà ở câu này người ta trả lời là no thì sẽ là no, it isn't. Isn't. Hoặc là no, it is not. No, it's a no, it isn't. No, it is not. Okay, câu tiếp theo. My, what is your name? My name, Ultraman.
Ở đây thiếu is này, người ta hỏi is này, ở dưới phải có is chứ. Ở đây là my name, thì sẽ sửa chữ name này thành my name is Ultraman, thêm e vào, thêm is vào. Câu số 4, nice to meet you, rất vui được gặp bạn. Nice to meet you too, tôi cũng rất vui được gặp bạn. Ở đây to nè, to là số 2. Còn cũng ấy, to mà là cũng ấy, thì không phải viết như thế này. Viết này là thành số 2 rồi, to mà là cũng thì sẽ viết là to, T-O-O. Câu số 5, how old are you? I am fine, thank you. How old are you là câu hỏi về tuổi, nhưng mà câu trả lời là I am fine, thank you, tôi khỏe, cảm ơn. Vậy thì câu này mình sẽ có hai cách sửa. Cách sửa đầu tiên là mình sẽ lược bỏ chữ old này, mình sẽ how are you. Đấy, I am fine, thank you. Đấy. Thứ hai, mình sẽ sửa thành how old are you, I am, và thay cái này thành một số bất kỳ. Thì có hai cách, một là mình lược bỏ chữ O này, hai là mình sẽ thử sửa cái này, sửa cái chùm ở đằng sau này thành một số bất kỳ và thêm chữ yes O vào. Ở đây thầy sẽ sửa cái này, thay nó thành yes O đi ha. I am, đây sẽ là I am 12 years old. I am 12 years old. I am 12 years old, tôi 12 tuổi. Câu số 6, question number 6. Dragon has a banana. Banana bắt đầu bằng letter B, bằng âm B, thì không thể dùng không thể dùng an được. An chỉ dùng cho các từ bắt đầu bằng các âm u e o a i. Thì banana bắt đầu bằng âm b, không thể dùng an được. Đây mình sẽ dùng a. Dragon has a banana. Questions number 7. Number 7. I want a water. Water là nước, mà nước thì không đếm được, nên không có ai nói là I want a water, tôi muốn một nước cả. Nên ở đây không thể dùng a cho water được. Thầy sẽ sửa a water thành water. Câu số 8. Questions number 8. She have a yo-yo. Okay, she là ngôi thứ 3 số ít. Ngôi thứ 3 là cái ngôi mà trong khi mình nói chuyện mình nhắc đến họ, nhưng mà họ không có đang trong cuộc trò chuyện của mình, người ta không có nói chuyện với mình, mà người ta chỉ được mình nhắc đến thôi, thì đó là ngôi thứ 3. Và chỉ có một người thì sẽ gọi là số ít. Đây she, cô ấy, tức là ngôi thứ 3 số ít ấy. Và ngôi thứ 3 số ít nó đặc biệt ở cái chỗ là mình phải biến đổi động từ của nó. Thì đây have, mình phải đổi nó thành has. Has. Tương tự như thế, he, anh ấy, cũng là ngôi thứ 3 số ít như là she, cô ấy. Thì mình sẽ biến đổi do ở đây, biến đổi do thành does. Và vì ở đây do đã biến đổi rồi, like không cần biến đổi nữa. Rồi, nhưng mà ở dưới này, do là trợ động từ này, nó sẽ biến đổi thay cho like, biến đổi thành does. Còn ở đây like không có trợ động từ, không có cái gì che nó đằng trước cả. Không có cái trợ động từ nào che đằng trước cả, nên là like nó phải biến đổi, nó thêm s ở đây. See? Like. Câu số 10, Kim has a socks. Socks là tóc. Một chiếc tóc là a socks. Nhưng mà ở đây socks có s thì nó là số nhiều. Thì ở đây mình không thể dùng a được.
mình một là mình sẽ lược bỏ ở đi, hoặc là cách thứ hai mình sẽ để sót để ở đây, mình sẽ bỏ s để đi. Thì mình có cách thứ hai thì sẽ chuyển cái, sẽ sửa theo cách thứ hai ha. Các bạn có thể thử sửa theo cách thứ một là mình bỏ ở cũng được, thì sẽ sửa theo cách thứ hai thì bỏ s ở đây. Rồi, bài tiếp theo hoàn thành các câu sau. I want rabbit. Rabbit là con thỏ. Rabbit bắt đầu bằng letter R, bằng âm R. Nên là sẽ dùng a chứ không có dùng an. Dùng a. Câu số 2, I see alligator. Alligator bắt đầu bằng âm A, mà các âm U, E, O, A, I thì sẽ dùng an chứ không dùng a. Ở đây sẽ dùng an. Số 3, yogurt. I have yogurt. Yogurt bắt đầu bằng âm Y dài. Yeah. Thường âm Y dài sẽ bắt đầu sẽ sử dụng a. Nhưng mà yogurt là sữa chua. Sữa chua thì không đếm được. Nên ở đây mình sẽ để trống, không dùng gì hết. Không dùng gì hết. Tiếp theo, questions number 4. That is sun. Sun là mặt trời. Mặt trời thì xác định rồi. Chỉ có một mặt trời duy nhất thôi, cho nên là khi mà người ta nói tới mặt trời là mình biết tới cái mặt trời đó luôn. Nên là mình sẽ sử dụng the. The sun. Number 5, turtle. I like turtle. Like turtle. Ở đây có một con rùa thôi. Một con rùa thôi nên là mình sẽ sử dụng a. Chứ bình thường mà các bạn nói là các bạn thích rùa chung ấy, thì bạn không cần dùng gì cả. Nhưng mà ở đây người ta để hình một con rùa này, mình sẽ dùng a turtle. I like a turtle. Và bằng letter T, mình sẽ dùng a turtle. Is a goat. Rồi bạn nam này đang chỉ vào một con dê, ok. Và nó ở gần bạn, nó sát tay bạn đó luôn. Nên là mình sẽ sử dụng this ở đây hoặc là đây. This is a goat. Is an igloo. Cái lều tuyết này rất xa bạn này. Mình sẽ là ở đằng kia. Mình sẽ là that. Is, câu số 8, is my house. Rồi tương tự cái này nó cũng ở xa nè, nên là mình sẽ chọn that. That is my house. Ok, bài tiếp theo, bài cuối cùng. Complete the sentences using in, on, at, with, or and. Điền in, on, at, with hoặc là and vào các câu sau. Ok, since number 1, the bird is the box. Con chim thì ở trên thì mình có on the box. L, I see a girl, a bag. Tôi nhìn thấy một cô gái với một cái cặp. Ở đây mình sẽ dùng with. Sự khác biệt giữa with và and là giữa hai vật ở đây nhé, hai vật đi với nhau nè, hai danh từ đi, đằng trước là girl, đằng sau là bag. Nếu như mà cái đằng trước ấy nó mà mang hoặc là cầm hoặc là đội thì mình sẽ dùng with, còn nếu như mà nó tách biệt hoàn toàn, nó không có mang, không có đội, không có cầm, nó chỉ đứng sát nhau thì mình sẽ dùng and. Ở đây là cô gái này, bạn gái này mang cái cặp này, nên là mình sẽ dùng with. Câu số 3, questions number 3, the woman has a hat and a fan. Lưỡi nè, hat nè và fan. Hat ở đây, fan ở đây, nó không có cầm, không có đội hay là không có nắm lấy gì hết, không có đeo gì cả.
Đến đây mình sẽ dùng and. The fox is the box. Con cáo ở trong cái hộp. Ở trong sẽ là in. The fox is in the box. There is a dog. Your house. Có một con chó đang ở tại ngôi nhà của bạn. Ở tại sẽ là at. There is a dog at your house. Câu số 6. I see a woman with a hat. Tôi thấy một người phụ nữ với một cái nón. Ở đây mình nhìn nè. Ở đây nhé, woman. Người ta nói woman trước. Rồi sau đó mới nói tới hat. Là woman nè, đang đội cái hat này. Nên là ở đây người ta dùng with. Rồi mình sẽ lưu ý cái tiếp. Đây thấy không? Cái đằng trước này nó đội, nó cầm hoặc là nó nắm cái đằng sau. Thì sẽ là with. Đấy, nhưng mà ở đây hat và pad. Hat, cái nón, và pad, cuốn sổ. Không có cầm hay là đội gì nhau cả. Cái nón không cầm được cái cuốn sổ. Ở đây mình sẽ điền and pad. Tiếp theo, the brown dog is the mat. The brown dog, con chó màu nâu thì đang ở như thế nào với cái thảm nhà? The mat. Ở trên thì sẽ là on. It's on the mat. Question number 8. I have an apple. My bag. Tôi có một quả táo ở trong cái cặp của tôi. Ở trong sẽ là in. Ở đây mình nhìn nè, that is a rat, a fan. A rat, a fan, con chuột này thì đang cầm cái quạt này. Thì mình đang cầm nên là mình sẽ dùng with. À, cuối cùng nè, a man with a fan is the dad. Người đàn ông với cái xe van này ở tại cái đập ngăn nước, đang ở tại đấy nên là mình sẽ dùng at. Ok, mình đã sửa xong bài tập rồi nhé. Các bạn mình sẽ sửa phần nghe ở cái video sau nhé. Goodbye.